Mà tại sao bây giờ nó vẫn đang còn sống? Nó đe dọa con Phụng làm sao? Hả? Lúc đó là con đã đánh nó bị thương rồi, con mới ném nó xuống sông. Rồi con không thấy nó nổi lên, con nghĩ là nó đã chết rồi. Ai về đâu bây giờ nó lại như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Má cứ yên tâm đi, chuyện này để con giải quyết. Sợ rồi cha ơi, tha thứ cho con đi cha. Tao không có thằng con trai nào như mày hết á. Mày đi đi. Cha. Ông à. Cha. Con lại cha. Mấy bữa nay con khổ lắm cha ơi. Cha đừng có mần với con như vậy mà cha ơi. Mấy nay con đói, con lạnh lắm. Ông ơi, ông thấy con nó đau khổ như vậy mà ông không xót hay sao? Xót cái gì? Ông suy nghĩ lại dạ. đi ông ơi. Tôi năn nỉ ông mà ông. Dạ. Cha ơi cha. Ông ơi. Không ấy, cha cho em thêm một cơ hội nữa đi cha. Con thấy em con cũng biết lỗi dạ, rồi mà cha. Rồi, cha. Không có nói nhiều nữa. Mấy đứa đâu? Dạ. Đưa đâu thằng này ra ngoài. Chờ cha. Ông ơi. Đừng mà cha. Thả tụi nó đi cha. Con lại cha mà cha. Ông ơi ông. Đi ra ngoài. Dạ. Dạ dạ dạ. Con ra. Đừng mà. Dạ dạ con mời cậu. Xin cho con đi mà. Ma. Con mời cậu đi. Cha. Tại. Cho con đi mà cha. Tại. Ông ơi ông. Tha cho con. Con ra. Đừng mà cha. Cha ơi cha. Tha cho nó đi mà. Nè. Cô còn tiền nữa không? Sao có nhiêu đây? Ít quá vậy. Tôi chỉ có nhiêu đó thôi, mình cầm tạm đi. Mình. Hổm rày mình ở đâu? Làm gì có chỗ cho tôi ngủ chứ. Tôi đi lang thang. Bà đâu thì tôi ngủ đó. Ai cho tôi ăn cái gì thì tôi ăn cái đó. Hết rồi hả? Mình ráng đi, lấy được nhiêu đây thôi. Thôi thôi đi nha. Mình đi. Thôi thôi. Thôi gắm tiền vô, gắm tiền vô. Chơi cậu. Ê, làm vài ván đi. Đúng rồi, vô vô vô. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Đặt đi. Cứ chơi trước đi. Ờ. Dạ, đặt đi cho vui. Đặt lẹ đi. Ôi. Tài, tài. Rồi, ăn tiền đây. Chung qua bên đây nè. Rồi, chuẩn bị đặt bếp nha. Tôi lắc á. Đặt xong lấy tay lên liền nha. Mọi người đặt lại lẹ. Tôi vui á. Cậu. Ờ, bên đây. Chơi, chơi. Chơi đi cậu. Giờ mới chơi nè. Không, chơi cho vui. Vô, đặt vô. Cậu, chơi. Đặt lẹ đi cậu. Chơi đi. Đặt vô, đặt vô. Đặt đây. Ôi. Ăn chắc luôn nè. Ăn chắc luôn nè. Trời ơi cậu ơi. Hả? Tiền này á nhỏ quá à. Cậu qua bên kia chơi kìa. Đi đi cậu. Bên này chơi lớn không hả? Nè nè mọi người, đặt tiếp đi. Đặt lẹ đây. Lấy tay lên nè. Chuẩn bị khui nha. Ôi. Đặt xong tay lên ngay. Đặt đây nè. Rồi khui đi. Khui đi. Rồi rồi rồi. Đặt khui nè. Tài. Dạ thưa ông, sau khi cậu chủ có tiền á, cậu chủ lại đi đi đâu? Dạ đi đi đâu? Dạ dạ đi đánh bài nữa rồi ông ơi. Bà thấy chưa, thói hư tật xấu đánh tới chết cũng không chừa mà. Chắc nó buồn cái chuyện ông đuổi nó đi.
nên nó mới lao vô cờ bạc đó mà. Ông mau kêu nó về đi. Đó, thấy không, bà còn dám nói như vậy nữa. Thật đúng là bà chiêu chuộng nó riết rồi nó hư. Con hư là tại mẹ đó. Bây giờ bà kêu hết tất cả mọi người ra đây cho tôi. Bay đâu? Lên hết trên đây cho ông dạy việc. Mấy đứa đâu hết rồi? Dạ. Dạ. Dạ cha má. Dạ cha má gọi tụi con. Dạ ông bà. Nghe lời của tôi nè, từ rày trở đi cấm tất cả mọi người, không ai được tiếp cận hoặc là giúp đỡ cho thằng Tài, nghe rõ chưa? Dạ. Dạ. Ai mà còn lén lút mà giúp đỡ cho nó, đưa tiền đưa bạc là tao đuổi ra khỏi nhà, bất kể là ai, nghe rõ chưa? Dạ. 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 Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại mày. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại. Thằng kia đứng lại. Đứng lại. Chạy trốn bây giờ. Đâu rồi? Đã đâu rồi? Hả? À, hướng này. Qua bên này thức lên. Đã đâu rồi? Má. Ừ. Dạ, dạ má. Dạ má. Tuần này cha sẽ giao một số cửa tiệm cho hai đứa quản lý, nhớ làm cho tốt nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cha. Dạ con cảm ơn cha. Cha. Ừ. Hay là cha giao cửa tiệm cho chồng con với, coi như là cha tạo cho ảnh thêm cơ hội nữa. Chưa được đâu. Ừ, ông không cho nó cơ hội mừng sao ông biết được? Cha, con thấy dạo này anh hai cũng đành việc hơn rồi đó. Hay là cha thử giao một cửa tiệm cho ảnh coi sao cha? Ừ, thằng Tú nói đúng đó. Thôi được, thử một lần coi sao. Dạ con cảm ơn cha, nhưng mà con sợ khả năng của con không làm nổi. Khó khăn á cũng phải tập làm từ từ cho nó quen đi. Con là con trai trưởng mà, sau này còn cán đáng mọi chuyện trong nhà nữa chứ. Dạ nhưng mà Thôi ăn cơm đi rồi mọi chuyện tính sau. Dạ. Ừ. Dạ dạ. Ăn cơm. Mời cha má. Mời cha má. Mời cha má ăn cơm. Mời anh chị. Bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Cứ từ từ đi, để chuyện con Dung nguôi lại cái đã, rồi mình mới lên được kế hoạch tiếp. À quên, hôm bữa con Phụng nó hỏi mượn tôi một vạn bạc đó, mà tôi không hiểu sao mà nó cần một số tiền lớn như vậy. Dựng thấy có khả nghi không? Như vậy thì càng tốt. Là nè, tôi đi trước à. Ừ. Chị hai. Ủa? Vậy thôi giờ mấy mình chia ra đi. Tôi với ông Nghĩa uống nước đi. Đồng. Chị hai à, hôm trước chị hai có nói với em á là có cách để cho em có tiền. Sao rồi chị hai? Số tiền lớn như vậy thì tôi không có liền để cho cô Út mượn, nhưng mà tôi có cách này, có thể sử dụng trong lúc cấp bách. Cách gì chị hai? Cô Út quên là chồng của mình đang quản lý mấy tiệm gạo sao? Cô Út cứ đi lấy mấy giấy tờ của tiệm gạo đó đi cầm là có tiền liền chứ gì. Rồi đợi một thời gian nữa mình có tiền mình chuộc lại, không có ai biết đâu. À, trời cậu kia làm gì vậy? Bói tàn cướp. Má, ai nhìn giống chúng ta như mình vậy má? Thằng Tài hả? Ôi trời, tránh ra, mấy người tránh ra. Dám đánh người giữa ban ngày ban mặt hả? Tụi bay có tin tao cho tù một đống hết không? Trời ơi, con tôi. Con ơi, có sao không vậy nè? Trời đất ơi. Trời ơi con ơi, sao con ra nông nổi như vậy hả con? Má ơi, con đói quá má ơi. Đem ai bán bánh vậy? Dạ. Mau lên. Má cho tôi mấy cái đi, lấy đi mợ. Nè, chú ăn đỡ đi. Trời ơi, chi mà khổ như vậy nè, không biết nữa. Trời ơi. Chú Tư à. Con à. Trời
trả tiền người ta đi con. Dạ. Nè, ăn con. Chú Tư, ăn nhiều vô. Một chí thì mừng, cũng đừng làm mất mặt gia đình mình chứ chú Tư. Má, con khổ quá. Má xin cha cho con về đi má. Được rồi, má sẽ xin cha cho con về. Kêu má thấy con như vậy, má chịu không nổi. À, con nè, má đem có nhiêu đầy tiền thôi, con giữ lấy. Dạ. Mua cái gì mà ăn. Dạ. Đừng có chơi hết rồi đi làm bậy nữa nghe con, nghe không con? Dạ, cảm ơn má. Ăn đi con, ăn đi. Có người tưởng sinh được con trai thì sẽ trở thành bà hội đồng sau này của nhà này, nhưng mà chưa chi thì chồng đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Đúng là người tính hỏng bằng trời tính, dụng mưu tính kế cho lắm vô rồi cũng trở về con số không. Thím Tư, tôi mà là thím thì tôi đã cuốn gói ra khỏi cái nhà này rồi, chứ chẳng ở đây chi cho người ta miệt thị mình đâu. Cảm ơn chị dâu đã quan tâm tới vợ chồng em, nhưng em đã được gả về đây rồi thì có chết em cũng là ma nhà này. Phải rồi, thì từ nhỏ tới giờ thím có được sống trong cảnh giàu sang đâu, bây giờ bước được vô nhà giàu sang như vậy thì ngu chi mà đi ra. Chị đừng có nghĩ ai cũng tham giàu sang phú quý giống như chị. À, chà chà, có người còn mần vẽ thanh cao nữa kìa. Thím ơi, thím đừng có làm tuồng trước mặt tôi nữa. Sống mà chẳng ai ưa, mà sống được tôi cũng nể thím thiệt đó. Tôi cũng chẳng có thanh cao chi, nhưng mà ít nhất á, tôi cũng sinh được cho chồng tôi hai mụn con. Chị mới là người đáng lo ngại hơn đó. Cuối cùng thì mày cũng lòi bộ mặt thiệt của mày ra rồi. Tối ngày cứ tỏ ra vẻ là ta đây không ham địa vị, không có ham giàu sang. Đó, bây giờ thì thế nào? Mày chờ đó đi. Chồng mày đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì mày và con của mày cũng sớm tới lượt thôi. Chị ba, em có nấu cho chị một chén thuốc, chị uống cho khỏe nha. Chị ba, bữa nay chị thấy trong người như thế nào rồi? Chị nói chuyện với em chút được không? Lâu rồi chị em mình không nói chuyện với nhau. Chị, em để thuốc ở kia, chút nữa chị nhớ uống nha. Cái gì nữa vậy? Sao tự nhiên lại ngồi khóc? Ai ghẹo bà? Tôi gặp thằng Tài ngoài chợ, nó bị người ta đánh. Cái tội lấy trộm đồ ăn vì nó quá đói. Ông ơi, tôi năn nỉ ông, ông cho con về nhà đi mà ông. Chứ không thôi nó chịu không nổi, nó chết mất ông ơi. Không có gì phải ông khóc ơi. Hết. Tôi thấy chẳng những nó không thay đổi mà càng ngày nó càng tệ thêm nữa kìa. Thanh niên trai tráng có tay có chân, lưng dài vai rộng vậy á mà không biết mần để mà kiếm miếng ăn của mình. Rồi đi ăn cắp ăn trộm chi để cho chúng quách. Rồi bây giờ còn giở trò đó mà năn nỉ ý ôi để xin về nhà. Không phải gì đâu. Chứ sao? Từ nhỏ nó quen được săn sóc cung phụng chiều chuộng rồi, mà bây giờ ông đuổi nó đi rồi nó biết mần cái gì nó ăn đi. Ông ơi, nhìn cảnh tình con trai như vậy tôi chịu không có nổi. Ông ơi, tôi năn nỉ ông mà. Ông bằng ơn ông cho con nó về đi ông ơi. Khi nào mà nó biết thay đổi thì tôi sẽ cho nó về. Còn bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì mà liên quan tới nó nữa hết. Bà nghe chưa? Dạ tới rồi mợ.
que tươi lắm nè. Nè. Dạ con cảm ơn mợ. Rửa đó chị. Mấy cái bánh ếch bên kia kìa. Trời đất ơi, chú Tư. Chú Tư con nhà hội đồng đây đó hả? Mới ra khỏi nhà vài hôm à, mà nhìn chú thê thảm dữ vậy đó ha. Xém chút xíu nữa là tôi nhận không ra rồi đó. Thiệt á, tội nghiệp cho chú quá trời hả. Chú thì sống lang thang, không nhà không cửa, mà còn thím Tư vợ của chú thì cô ấy sao rồi? Thôi tôi không muốn nói, tôi nói rồi sợ chú nghe chú thêm buồn. Từ hôm chú đi tới nay, bữa nào tôi cũng thấy thím ấy tươi cười một cách khác lạ, giống như là cái việc mà chú ra khỏi nhà là nằm trong ý định của thím ấy vậy đó. Đáng lý ra chồng mình bị như vậy là mình phải đi năn nỉ cha với má cho chồng mình về. Tôi đây nè là chị dâu á, mà còn nói vô cho chú nữa. Vậy mà vợ chú thì... Nè, má sao rồi? Thì má cũng hù theo ý của cha, đòi từ mặt chú luôn. Nói á, là coi như chỉ có mình anh hai chú là con trai thôi. Vậy à, cha và má đều từ tôi luôn à? Thì tôi thấy vậy cũng có nói vô cho chú, nhưng mà cha không có nghe, rồi còn trách mắng tôi đủ điều hết trơn. Mà thiệt cũng lạ, nhà mình thiếu gì tiền bạc, mất con cái cửa tiệm mà có gì đâu mà cha lại đối xử với chú như vậy. Thiệt là bạc quá mà. Ông đã ghét tôi từ lâu rồi, sẵn cơ hội này ông tống tôi ra khỏi nhà luôn đó. Thì cũng buồn cho chú, mang tiếng là cậu Tư nhà ông hội đồng, mà bây giờ lại không nhà không cửa, đầu đường xó chợ giống như vậy. Chị có đem theo tiền không? Chị có thể cho tôi mượn ít được không? Thiệt là xui cho chú quá. Tôi đâu có biết là hôm nay gặp chú ở đây đâu. Tôi mà biết là tôi mang tiền cho chú mượn rồi. Trời đất ơi, cậu Tư nhà hội đồng từng làm mưa làm gió, xài tiền không có biết tiếng, mà bây giờ lại không có một đồng xu dính túi ha. Thiệt tôi thấy thương cho chú quá, nhưng mà tôi không có tiền. Thôi được rồi. À chú Tư, rồi hổm rày chú sống ở đâu? À quên, chú làm gì có chỗ để mà ở. Đúng là con người có số mà. Cậu Tư nhà hội đồng vào nứt dách cái xứ Bạc Liêu này, mà bây giờ lại không có chỗ ở, là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. À chú Tư, chú có muốn nhắn gửi gì với ai trong nhà này không? Tôi về tôi nhắn giùm cho. Không cần đâu. Ông à, gì? Ông suy nghĩ lại chuyện của thằng Tài, ông tha thứ cho nó lần này đi ông. Nó xúi bà xin tôi phải không? Không, tại tôi thấy nó khốn khổ lang thang ở bên ngoài, tôi cầm lòng không có đặng. Dạ cha má con mới về. Con mới gặp chú Tư ở ngoài đó má. Hả? Sao hả con? Chắc nó tiều tụy lắm hả con? Hả? Con thấy có vẻ chú Tư thích cuộc sống ở bên ngoài hơn đó má. Hả? Bày nói cái gì? Dạ thì con có hỏi là chú Tư có ý định về nhà không, thì con thấy chú ấy có vẻ bất cần. Mà còn... Mà còn sao? Con thấy chú Tư có vẻ là còn hận cha lắm. Lại còn trách cha với má là vô tâm. Còn dùng những từ ngữ khó nghe nữa. Đó, bà nghe chưa? Đúng là cái thứ mất dạy mà. Cho tới lúc này đó mà nó có ăn năn hối cải gì đâu. Thiệt nghĩ tới nó đó, tôi cảm thấy tủi nhục luôn. Mọi người, lại đây tôi có chuyện kể cho nghe nè. Gì vậy? Khoan, đang lỡ tay. Chuyện gì? Lại đây, lẹ lên, lẹ lên. Hả? Chuyện gì? Tôi nghe nói á là cậu Tư đói quá, lấy trộm đồ ăn ngoài chợ, bị đánh quá trời luôn á. Vậy hả? Đáng đời. Mà nghĩ cũng tội cho cậu Tư hả? Lúc trước hả, đường đường là một cậu chủ, muốn cái gì cũng được luôn á. Mày làm cho tao cái này, mày làm cho tao cái kia, mà bây giờ á. Bởi vậy người ta nói á, ai biểu ngày xưa ăn chơi trác táng, tiêu xài phung phí như vậy, giờ bị như vậy đáng đời.
Hồi trước á, người ta ăn trộm gạo ở cửa hàng, rồi cũng bị cậu Tư nè cho người đánh què giò luôn. Nói thì nói vậy chứ không thể trách được cậu Tư con à. Cậu Tư thì sinh ra trong cái gia đình giàu có, sống trong nhung lụa quen từ nhỏ rồi, không có động tới móng tay móng chân. Bây giờ ra ngoài biết mần việc gì đâu mà không đi ăn trộm. Con có nghe nói á, là cậu có xin việc, nhưng mà mần không có nổi, bị đuổi rồi. Đó, sức khỏe không có, không quen động tay động chân thì sao mần được. Cái gì vậy bảy? Gì vậy? Gì vậy? Mần đi. Ừ, dạ. Trời ơi, sao mà con tôi khổ dữ vậy nè? Má, má à? Có chuyện chi mà con nghe cha la dữ vậy má? Thì chuyện thằng Tài đó. Hả? Chuyện chi? Má, còn một chuyện tài đình hơn nữa, mà nãy có cha ở đó con không dám nói. Hả? Chuyện gì nữa? Dạ, con nghe đâu chú Tư đánh nhau với tụi Khuân Giác để giành việc đó má. Rồi, vậy rồi nó có sao không con? Hả? Rồi bị đuổi việc mà không có được trả tiền công nữa. Trời ơi, anh Tư này thiệt á. Lần trước á, là đánh nhau để giành thức ăn, còn bây giờ á, là đánh nhau để giành việc. Mà anh mần như vậy á, anh giành cái chi mới được chứ? Thì giành Khuân Giác với tụi Khuân Giác ngoài chợ đó. Bây giờ cô Út nghĩ đi, chú Tư không làm vậy thì làm được cái gì nữa? Phải đó, anh Tư của tôi á, thì có biết mần chi đâu. Không chừng á, Khuân Giác anh còn không biết mần nữa kìa. Mình phải tìm cách đưa nó về nhà càng nhanh càng tốt mới được. Má, má đừng có lo quá rồi sanh bệnh nhân má. Lên. Ông chủ, ở đây có mướn người mần không vậy? Nhắm mần nổi không vậy? Tôi nhìn cái tướng cậu công tử như vậy, làm sao khiên vác cho nổi. Mà nghe nói cậu là cậu Tư, con của mọi đồng tâm phải không? Ăn chơi cờ bạc, phá nhà phá cửa, bị ông Tư ông đuổi ra ngoài đường đúng không? Ê, mày đuổi không mày? Nè 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 cậu, ở đây á toàn là dân lao động hiền lành không à, cậu đừng có mà hóng hết ở đây. Cậu Tư, cậu về suy nghĩ đi, nếu á mà bỏ được cái thói đó thì qua đây gặp tôi. Thôi mọi người làm tiếp đi. Bánh ăn cho đỡ đói. Trời đất ơi, cậu Tư nhà hội đồng từng làm mưa làm gió, xài tiền không biết tiếc, mà bây giờ lại không có một đồng xu dính túi hả? Đứng lại mày. Trời, cậu Tư hả? Mấy đồng bạc lẻ á, mời cậu qua bên kia chơi. Đúng rồi, đi với cậu đi. Thôi đặt tiếp đi. Sống mà đói khổ như vậy, bị gia đình lẫn thiên hạ cười chê chọc chọc, thì sống để làm gì nữa chứ?
Anh hai, có chuyện chi mà ngồi đây suy tư dữ vậy? Anh đang nghĩ tới thằng Tư. Bây giờ tình cảnh của nó tội nghiệp quá, mà anh không thể giúp gì được cho nó. Anh thiệt là vô dụng. Nếu như cậu ấy không phá hoại gia sản thì chuyện bây giờ đâu có ra nông nổi như vậy. Đó, anh thấy chưa? Tất cả mọi chuyện của tương lai đều nằm trong bàn tay của mình, đều là do mình quyết định hết. Anh sợ anh kham không nổi công việc quản lý cửa tiệm. Lần trước đã thất bại một lần rồi, bây giờ thất bại thêm một lần nữa, không biết phải ăn nói làm sao với cha luôn. Có gì đâu mà anh phải lo, anh cứ mừng đi. Từ từ rồi cũng giỏi thôi, chứ có cái chi đâu. Anh biết là anh không có khiếu trong chuyện làm ăn. Hay là Dương ba có cách chi giúp cho anh quản lý cửa hàng tốt hơn không? Chứ anh sợ thất bại thêm một lần nữa khiến cho cha phiền lòng. Chuyện đó thì anh cứ yên tâm, em sẽ sẵn sàng đứng ra giúp anh. Cái chi chứ, cái chuyện mà quản lý cửa tiệm á, cứ để em lo. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Dương ba. Không có chi hết. Mày cứ yên tâm, từ từ rồi tao sẽ thâu tóm luôn cửa tiệm của mày. Mày khỏi sợ phải quản nữa. Ủa, cậu tỉnh rồi hả? Ở đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Vợ chồng tôi đi mần ruộng về, thấy cậu nằm ở trên đường á, máu me tùm lum hết trơn á, nên vợ chồng tôi thấy cậu vậy á, rồi đem cậu về đây chăm sóc vết thương. Cậu thấy đỡ chưa? Hai người cứu tôi làm gì chứ? Sao không để cho tôi chết đi? Cậu nói vậy, con kiến nó còn muốn sống, muốn chi á, cậu con người muốn chết làm sao? Cuộc đời của tôi không còn gì hết. Tôi sống không còn ý nghĩa gì đâu. Cứ để tôi chết đi, tôi còn khỏe hơn. Suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, nông cạn, tại sao phải chết? Ừ, chết có giải quyết được cái gì không? Đúng đó. Khờ quá. Cậu mần như vậy á, là người thân của cậu, gia đình của cậu lo cho cậu biết chừng nào, đúng không? Cậu suy nghĩ lại coi. Bây giờ chẳng ai còn nghĩ tới tôi nữa đâu. Nữa, cứ nghĩ gì hoài à. Tôi nói cậu nghe, không có cha mẹ nào á mà bỏ con mình, chỉ có con cái á mới từ bỏ cha mẹ của mình. Dù cho cậu có hư đến mức độ nào đi chăng nữa, trong mắt của cha mẹ cậu á thì cậu vẫn là cục vàng cục ngọc, cậu hiểu không? Không phải ai cũng được giống như ông nói đâu. Thì làm cha làm mẹ ai cũng như nhau hả? Thương con á, đôi khi la mắng con vài tiếng thì đâu có làm sao đâu. Nhìn cái tướng cậu á ha, chắc không phải hàng nông dân như tụi tôi đâu. Trước kia thì phải, bắt đầu từ bây giờ trở đi tôi cũng chẳng khác gì hai người đâu. Thiệt tình, cậu có dự tính gì không vậy? Thôi thôi, được rồi. Vậy nè, nếu cậu không chê á, nhà tôi nghèo á thì ở lại với vợ chồng tôi, có cháu ăn cháo, có rau ăn rau ha. Rồi thủng thẳng ổn định rồi mình tính sao. Phải đó, nhà tôi chỉ có hai vợ chồng già, cậu không có chê á thì ở lại đây với hai vợ chồng tôi cho nó vui nghe. Hai người không sợ tôi là người xấu hay sao chứ? Cậu coi, nhà này có cái gì để bắt đâu mà cậu sợ, ngoài hai cái bạn già này à, đúng bà. Vô nấu mình nước cho hai tụi tôi uống coi. Để tôi đi nấu nước nghe. Vậy nha, cứ ở đây với hai chồng tôi nha. Má. Cái gì, có chuyện gì vậy? Làm sao bây giờ hả má? Tên khốn đó tới kiếm con. Hắn nói nếu như bây giờ mà mình không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ đi rêu rao làm xấu hổ gia đình mình đó má. Bay nói sao? Thằng Thái nó tới, nó tìm bay rồi nó hăm dọa uy hiếp bay nữa hả? Sao vậy được? Thằng Phát nó nói nó đã xử lý lần hai rồi mà. Làm sao mà nó còn sống sót được chứ? Không có, Dượng ba đã nói với con, kể từ cái lần chết hụt đó, hắn ta đề phòng lắm, tung tích thì lúc ẩn lúc hiện, không có truy lùng mà xử tội nó được đâu má. Má, hay là má tìm cách giúp cô Út đi má, chứ con thấy cổ đau khổ vậy hoài, tội nghiệp cổ quá má. Vừa rồi á, cha bày hợp tác với mấy người bạn để mận ăn, gom hết một số tiền lớn rồi. Bây giờ nhà đâu còn tiền nữa đâu. Bây giờ làm sao hả má? Má, con chỉ còn có cách này thôi. Cách gì?
Má, chị Loan nói với con, hay là lấy giấy tờ ngoài cửa tiệm mà anh Tú đang quản lý á, đem đi cầm tạm. Không được, cha mày biết là chết đó. Con nghĩ chắc không sao đâu má, mình chỉ đem đi cầm tạm thôi mà. Rồi mai mốt mình có tiền mình chuộc về liền. Với lại cô Út lấy mấy cái giấy tờ của cửa hàng Dưỡng Út đi cầm. Cha thì thương Dưỡng Út, chắc là không có sao đâu má. Rồi sẵn dịp khi mà cô Út đem tiền cho thằng Thái, cái mình nói Dưỡng Ba đi theo, sẵn tay mình hạ thủ hắn luôn má. Cũng cần phải hạ uy tín của thằng Tú thì mới mong có cơ hội cho hai đứa con trai của mình chứ. Ừ, cũng được, cứ mần theo cách của con Loan đi. Đi đi con. Dạ, con đi. Anh Chính, bệnh thì ở nhà mần chi chết à? Trời không mần lấy chi ăn. Thôi anh Chính ráng chịu về mua thuốc uống vô nha. Nha. Nè, nói nghe, bộ nhà của ổng không còn ai hết sao? Có, trước đây á, ổng có một thằng con trai mà nó đi biệt xứ đâu á, rồi chết đâu mất á, không thấy gì hết. Đâu bà vợ của ổng thì mất cách đây vài năm, cho nên ổng có mình ổng à. Tội thiệt. Thấy gia cảnh của anh Chính á, anh sống đơn độc chỉ có một thân một mình, bệnh đau như vậy mà cũng phải lo đi mần để kiếm sống, chứ không mần lấy gì đâu mà anh ăn. Cho nên sống được ngày nào thì mừng ngày đó. Đó, thấy ho vậy đó. Đó, thấy bệnh có đó không? Bệnh á mà cũng ráng đi mà ăn, không thì chết thì sao? Thôi, mình mần tiếp đi. Dạ. Cố gắng lên nha, mày còn trẻ mày cố gắng lên à. Tôi biết rồi chú. Mình. Mình. Coi bộ mình ốm đi nhiều quá. Dạo này mình ở đâu rồi? Tôi được một người nông dân cứu giúp. Lúc đó tôi nghĩ quẩn, tôi tính là tự tử đó. Chú ấy đã giúp tôi, đưa tôi về nhà, sống hôm rày ở nhà họ đó. Ở nhà ai cũng nhắc tới mình suốt, nhất là má. Từ khi mình rời khỏi nhà, má khóc vì thương nhớ mình. Cha thì không nói ra, nhưng em biết cha cũng nhớ và thương mình nhiều lắm. Mình hãy cố gắng lên, rồi có một ngày á, cha sẽ đón mình về nhà. Mình à, hai đứa nhỏ sao rồi? Cha má đã cho em chăm sóc thằng Nhân rồi. Hai chị em nó cứ quấn nhau suốt à. Bé Phúc còn hỏi thăm mình nữa đó. Nó nhắc gì tôi vậy? Nó hỏi cha đâu. Rồi mình trả lời sao với nó? Em nói cha đi mần xa, một thời gian nữa cha sẽ quay về. Nó nghe vậy nên vui lắm. Không biết tôi có được ngày đó hay không nữa. Mình hãy cố gắng sống tốt. Em tin một ngày không xa, mình sẽ được trở về nhà thôi. Lần sau em đưa con tới thăm mình nha. Đừng. Mình đừng mần như vậy. Tại sao vậy? Tôi không muốn tụi nhỏ phải thấy tôi trong bộ dạng như thế này đâu. Em hiểu rồi. Chú ơi. Để con giới thiệu nghe. Mần gì hả con? Dạ, đây là vợ của con nè. Dạ. 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 Vợ xinh dữ. Dạ. Dạ mày đẹp lắm. Dễ tự tử chưa? Nhìn mặt mày là tao biết rồi. Ngồi xuống. Dạ. Ngồi xuống. Nói tới là cười, động tới là cười. Dạ, mà giữ mẹ cái ha, cái mặt mày động xuống à, xìu xuống à. Mày coi chồng mày nha. Chú ơi. Thôi nó. Thôi. Tính chú về nhà chơi nha. Dạ. Tao bưng. Dạ bưng. Thôi, chú ở nhà chơi dạ, với tụi mày con tự đi. Tao phải nhà chơi, tao không phải ra chợ bán chuối nữa. Rồi rồi rồi, chú bán về sớm với tụi con nghe. Dạ dạ. Tao đi à. Chú đi cẩn thận nha con. Ông chủ, tôi thấy ông đang cần người. Tôi cũng biết tính được sổ sách một chút. Ông chủ nhận tôi vô làm được không? Được rồi, ở đây á không có cần người mà làm sổ sách. Nhưng mà cũng còn một công việc đơn giản thôi. Cậu chỉ cần chờ ghe cập bến rồi dắt lúa lên. Cứ hết chuyến này tới chuyến nọ, người ta mần sao mình mần vậy á, với phụ những chuyện lặt vặt trong kho. Nếu mần được á thì mần thử đi, rồi mần luôn.
Dạ dạ dạ, tôi mừng luôn hôm nay nha ông chủ. Rồi được rồi. Dạ. Ê mày, ai như con trai ông hội đồng phó mày? Đúng nó rồi đó, chứ ai. Ê, hồi trước nó ăn chơi nên bị ông hội đồng đuổi khỏi nhà phó mày. Đúng là đời lên voi xuống chó. Hồi trước mừng chủ, bây giờ đi mừng thuê. Thì để coi nó mừng được khoảng bao lâu. Mấy thằng ăn chơi xài tiền phung phí như nó làm gì biết mừng công việc như mình. Ờ. Về tới rồi kìa, mọi người đứng lên mừng việc đi. Thôi mừng đi mọi người. Thôi đi mừng đi. Mừng lẹ đi. Rồi. Thôi mừng đi. Giác lẹ lẹ về. Ê, mày người mới phải không? Dạ. Ông chủ nói tao kêu mày vác cái bao này qua bên đó. À, dạ dạ. Ê, chết cha, tao kêu nhầm. Mày qua bên đó vác ba bao rồi đem qua bên đây để lại chỗ cũ. Hả? Dạ. Anh Mần Chi như vậy là quá đáng lắm rồi đó. Dù sao người ta cũng là người mới, anh phải giúp đỡ chứ. Tại sao phải đối xử với họ như vậy chứ? Tới đây, tới đây. Từ từ, để tôi. Tôi thấy anh mệt lắm rồi đó. Hay là anh vô trong nghỉ chút xíu đi. Ở đây, anh là người mới, có gì không biết thì hỏi tôi. Tôi tên Sủ nha. Tôi tên Tài, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Vô nghỉ chút xíu đi. Để tôi phụ anh. Dạ thưa má, con có hầm cho má chén canh á. Má ngồi về ăn cho lại sức. Có vừa miệng không má? Thôi bây ra ngoài đi. Ngày mai á, con sẽ nấu canh nhân sâm cho má ăn bồi bổ. Hay là má có thèm món gì không? Má nói đi con nấu cho. Không, được rồi. Dạ. Nè, chị còn dám cả gan dắt cái mặt của chị vô đây nữa hả? Chị có biết là tại chị mà má tôi mới sinh bệnh hay không vậy? Nè Cúc, sao Cúc lại nói vậy chứ? Tôi có mừng chuyện chi đâu. Chị còn không biết lỗi của chị nữa hả? Tại chị không biết khuyên chồng, chị để cho chồng chị ăn chơi trác táng mới bị cha đuổi ra khỏi nhà này nè. Có mỗi một thằng chồng mà cũng lo không xong, mần vợ cái kiểu gì không biết nữa. Thôi, mau đi ra ngoài đi. Nè, bưng cái này ra ngoài hâm lại đi. Dạ. À con, hôm rày con săn sóc Hạnh á, con thấy nó làm sao rồi? Dạ, chị ấy cứ tự nhốt mình trong phòng, không có chịu nói chuyện với ai hết. Mắt á, thì thâm đen. Con nghĩ là mất ngủ nhiều đêm liền. Con cũng làm theo lời dặn của cha, cho chị uống thuốc, nhưng mà không khả quan gì hết. Dạ, thưa cha. Thôi con cứ tiếp tục chăm sóc cho chị ba con. Rồi con hỏi han nội tình nó ra sao nha con. Dạ. Cha, con thấy hãy để con đi gọi doctor cho chị ba. Chứ chuyện này mà để lâu là không hay đâu cha. Xong chưa? Rồi, gần xong rồi. Cố gắng nhanh lên nha. Chiều rồi. Con làm gì được không chú? Giỏi. Nước này con. Dạ, cảm ơn chú. Giỏi. Lưng dài vai rộng vậy á, cố gắng làm ăn nha con. Dạ.
bả nhiêu đây á, mời hết nguyên đám này đi uống rượu. Không có người chết, trả lời hả? Giết mày. À, có những lúc tôi đi ngang qua nhà, tôi cũng tính vô nhà đó chứ. Nhưng tôi nghĩ lại, trước kia tôi đã làm quá nhiều chuyện sai quấy, cho nên không thể nào còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong nhà đó nữa. Bây giờ tôi thấy cuộc sống của tôi cũng ổn mà. Có rượu ngon nè, có khô ngon nè, lại có bạn tri kỷ nữa. Biết đâu nó sẽ còn tốt hơn. Uống đi. Ừ. Nhưng mà tôi thấy á, mừng gì mừng, dù gì thì đó cũng là gia đình của anh. Tôi nghĩ anh nên quay về nhà. Cha anh á, mà thấy anh thay đổi như vậy, chắc ông ấy sẽ tha thứ cho anh. Ui, làm người mà ai mà không mắc sai lầm chứ. Thôi ăn đi. Đúng là khô ngon thiệt nha. Bữa nào có đem thêm cho tôi nha. Nếu ngon thì làm đại nhiều nhiều đi. Ủa cha. Dạ mời cha ngồi. Thôi được rồi con. Dạ. Sao lúc này cửa tiệm mừng ăn sao rồi? Cha, cha coi nè. Nhờ danh tiếng của cha mà doanh thu của tiệm dạo này tăng rất là cao. Vậy thì tốt lắm đó. Cha. Nè, con cũng sẽ cố gắng để mở rộng cửa tiệm của mình. Để không phụ lòng của cha. Vậy thì cha vui lắm. Dạ. Bà con đằng kia ha. Dạ dạ. Con chào ông hồi đầu. Nè, để đó đi. Dạ. Mày xuống kêu cậu Hai với lại Dượng Út lên đây cho tao. Dạ. Dạ con mời cha. Thưa cha, cha gọi con. Ngồi cha, đi. Cha gọi con. Dạ. Dạ. Mấy hôm nay cha có tới cửa tiệm của con mà thấy vắng khách quá. Có bữa không có một bóng khách nào hết. Tại sao lại như vậy? Dạ thưa cha, giá gạo bên ngoài dạo này đang giảm nên khách đi chỗ khác mua. Con sợ nếu xuống giá sẽ bị thua lỗ, cho nên con vẫn giữ nguyên mức giá. Vì vậy mà cửa hàng mới vắng khách. Mừng ăn thì cần phải linh động và tìm hiểu thị trường thì mới đứng trụ và phát triển được. Còn nếu mà mình cứ cố chấp bảo thủ, làm theo ý của mình thì khó phát triển lắm đó con. Con á, nên học hỏi cách mừng việc của thằng Tú đi. Quản lý rất nhiều cửa tiệm mà cửa tiệm nào cũng đông khách hết, cũng phát triển rất là tốt ha, doanh thu rất là đều đặn. Dạ con cũng chỉ học hỏi và mừng theo lời chỉ dẫn của cha thôi. Hôm nay con đi công việc với cha một lát nha. Dạ. Đi con. Dạ. Dạ, dạ cô chào xin phép hai anh em đi. Sao kỳ vậy? Tôi mừng theo đúng cách mà Dượng chỉ dẫn tôi mà vẫn thất bại. Có gì đâu mà kỳ. Chẳng phải là cha lúc nãy có nói với anh, đã mừng ăn á thì phải có cái đầu linh động. Anh không có điều đó thì cho dù tôi có chỉ dẫn anh cỡ nào đi nữa, anh cũng không bao giờ làm được. Thì ra trước giờ mình bị nó lừa mà mình không biết. Đúng là một kẻ xảo quyệt. Mình mừng gì ở đây vậy? Tôi không có mừng gì hết á. Tôi chỉ vô đây lấy sách đọc cho đỡ buồn thôi à. Nếu như mình chăm chỉ đọc sách á thì tốt biết mấy.
Đưa tay đi. Tôi nói đưa tay đi. Nè, mình mừng gì mấy thứ này? Mình mừng cái gì mà phải lấy giấy tờ cửa tiệm đem đi cầm hả? Tôi chỉ là có việc cần tiền cho nên tôi mới. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nói mau đi. Không có gì hết á. Chẳng qua là tôi cần tiền cho nên tôi mới làm bậy thôi à. Bây giờ tôi trả lại cho mình, tôi không có lấy nữa. Mình giúp tôi đi. Mình đừng có biết cha chuyện này nha. Má ơi. Gì đó? Không xong rồi má ơi. Hả? Chuyện gì? Con bị anh Tú phát hiện. Con không có lấy giấy tờ được. Con trả lại anh Tú rồi má. Chết rồi má ơi. Hắn đã nói rồi, trong hôm nay mà con không có tiền là hắn giết chết con đó. Cái thằng này nó luôn cản đường mà. Má. Đây nè, mày đem số nữ trang này đi cầm đi, rồi đưa tiền cho nó. Má sẽ kêu thằng Phát đi theo sau để xử nó. Lại là Dượng Ba hả má? Có đáng tin không vậy? Ừ, lần trước nó nói là nó sai sót, nó xin lỗi má rồi. Nó nói lần này nó sẽ làm cho chu đáo. Con yên tâm đi. Ừ, con mau đi đi. Ủa, cậu Tư, cậu tới đây mừng chi? Tôi không còn là cậu Tư nữa. Tôi tới đây muốn mừng mướn giống như mọi người thôi. Công việc vất vả lắm, cậu mừng vậy làm tôi khó xử. Tôi làm được mà. Dạ ông hội đồng. Nó muốn mừng kiếm tiền cứ để cho nó mừng. Bây giờ nó không còn là một cậu chủ nữa rồi, cứ coi nó như là một người bình thường. Thôi, vậy là kho gạo đâu cậu biết rồi đó. Cứ năm hào một bao, cậu giác bao nhiêu thì tôi tính bấy nhiêu. Tôi làm. Cậu mừng đi. Mọi người ơi, ra giác lúa đi. Nè, ông đi đâu về mà mặt mày hớn hở dữ vậy bà. Hả? Vui chứ sao không vui. Gì vui dữ vậy? Bữa nay tôi gặp thằng Tư con trai của mình. Hả? Nó sao rồi ông? Chắc nó tiều tụy lắm hả? Sao không đưa con về nhà? Có gì đâu, bây giờ con mình thay đổi rồi. Nay tôi gặp nó ngoài cửa tiệm, mà biết nó làm gì không? Nó mận gì? Nó mừng tới coi như là khuân giác ở ngoài cửa tiệm gạo đó. Hả? Cái gì? Sao mà ông ác với con dữ vậy? Gì đâu ác. Ông bắt nó mừng công cho chính gia đình mình. Trời ơi, khổ thân con tôi. Trời ơi, nó mừng như vậy không khác gì đang mừng xấu mặt gia đình mình hết nè. Có gì đâu mà xấu mặt gia đình. Bà bởi vậy cái bà cứ suy nghĩ lệch lạc hà. Ai cũng vậy hết. Có mừng mới có ăn. Con mình bây giờ nó không có sĩ diện nữa. Thấy không? Nó mừng thì nó đỡ cho cuộc sống của nó. Đúng lý ra là mình phải vui mừng chứ. Con mời cha. Cuối cùng là con trai của mình, thằng Tư, nó thay đổi rồi. Đây là cái điều mà vợ chồng của mình á mơ ước từ lâu rồi, đúng không? Thì Anh hai, sao hôm nay ngồi uống một mình vậy? Có tâm sự gì chăng? Vừa ngủ, uống với tôi một ly cho vui. Dạ. Mời anh. Nếu có chuyện gì không vui, anh có thể nói ra để nhẹ lòng hơn mà. Đúng là lòng người thật khó đoán. Nhiều khi nhìn bên ngoài như vậy, nhưng bên trong thì không làm sao biết được. Có phải anh buồn vì chuyện cửa hàng vừa rồi không? Mình ngu thì mình chịu, chứ trách ai bây giờ. Nếu sau này có cần gì giúp, anh cứ nói em một tiếng nha. Cảm ơn Dương. Dương lúc nào cũng là người trực tính. Uống đi. Dạ, cảm ơn anh.
Mời anh. Mọi người ơi, có tin mới, có tin mới. Có chuyện gì vậy nè? Có tin mới nè. Hôm nay á, cậu Tư tới cửa tiệm gạo của nhà mình xin mừng công á, thấy động trời không? Cái gì? Cậu Tư xin mừng công ở cửa tiệm gạo? Chính xác. Tức là mừng khuôn vác á hả? Ừ. Không ngờ cậu Tư thay đổi như vậy. Không, vậy cũng tốt. Ừ. Nhưng mà mừng vậy á, chẳng khác nào làm cho gia đình ông họ Đồng bị xấu hổ. Ừ. Cậu Tư tính mừng vậy á là cố tình để cho gia đình mình xấu hổ nè. Phải gọi cậu Tư về thôi. Chưa có hết đâu. Cậu Tư bây giờ nha, bảnh lắm. Quản gia đưa tiền nhiều hơn mà không có lấy đâu. Chỉ lấy đúng tiền công thôi, ghi chưa? Mở Tư. Dạ. Mở. Tôi cũng cảm thấy rất là vui vì cuối cùng anh ấy biết thay đổi, biết mừng việc kiếm tiền. Tôi ủng hộ mợ. Cậu có thay đổi như vậy á thì mới xứng đáng với mợ, đúng không mấy đứa? Dạ đúng rồi. Tại mợ tốt quá mà. Thôi thôi đi, mừng đi. Dạ. Mừng đi, mừng đi. Dạ. Chú Bảy uống trà chú Bảy. Thôi đi mừng đi, để tôi tự rót cho cậu. Trà nè. Đây. Ủa. Nhà của tôi nè. Mình ngồi đi. Ngồi xuống. Mình chuyển qua sống ở đây sao? Ừ. Bộ có gì bất ổn hả mình? Đâu có. Thật ra nhà đó ở ba người thì hơi chật. Hơn nữa hai người họ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng cần một cái không gian riêng. Ừ. Lúc mà tôi có ý định chuyển sang ở một nơi khác đó, thì ông chú có nói với tôi là có người bà con của ông chú đi làm ăn xa lắm, để cái nhà trống không có ai ở hết, kêu tôi qua ở đỡ đó mà. Em cảm ơn mình. Họ thiệt là tốt. Cũng nhờ vợ chồng của ông chú mà tôi biết quý trọng cuộc sống và sống tốt hơn. Tôi thật sự mang ơn họ nhiều lắm. Vậy mình có thường tới luôn để thăm họ không? Có chứ. Mỗi khi tôi rảnh, tôi ghé qua thăm họ và đỡ đần công việc cho họ. Mình mừng vậy là phải đó. Mình à, nhớ tới những chuyện trước đây tôi đã làm cho mình đau khổ. Tôi hối hận nhiều lắm. Mình đừng có nói vậy. Chúng ta là vợ chồng, bây giờ thấy mình thay đổi, sống tốt trở lại, tôi thấy rất là vui. Cảm ơn mình. Mình ở lại đây ăn cơm nha. Tôi nấu cơm cho mình ăn. Uống miếng trà cho mát chị ơi. Bà Hội Đồng kêu tôi khử cậu khi con Phụng mang tiền tới cho cậu. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi sẽ không làm chi hại cậu đâu. Nhưng mà lúc đó tôi sẽ báo cho cậu biết trước, để tới khi đó chúng ta có gặp nhau thì cậu cũng sẽ không bất ngờ. Tôi biết rồi. Nghĩ tôi là ăn mày hay sao mà để cô đem từng chút một tới hả? Cô nên nhớ,
Món tiền này là cô phải trả cho tôi đó, để đền bù thiệt hại cho tôi, và để tôi không bù miệng nói ra chuyện dơ bẩn của cô và gia đình cô. Nó đáng giá quá mà. Vậy mà cô còn muốn kỳ kèo với tôi? Cô muốn tôi hê cho tất cả mọi người biết không? Nhưng anh chỉ cho tôi có bấy nhiêu thời gian thôi, mần sao mà tôi kiếm ra đủ số tiền được. Anh cho tôi thêm ít thời gian nữa đi, tôi sẽ kiếm đủ tiền cho anh. Ta đâu có dạy mắt lừa má con mày một lần nữa. Mày không mang đủ tiền thì mày phải thế vô đó. Anh nói vậy là có ý gì hả? Nếu dùng mày để đổi tiền thì chắc chắn sẽ có lợi hơn nhiều số tiền tao đưa ra cho mày đó, đúng không? Anh không được mần bậy nha. Tôi la lên đó. Cứ la đi, không ai cứu mày đâu. Cứ la đi, la đi. Tôi ơi. La đi, la đi. Anh không có tư cách để nhận số tiền này. Tôi cảnh cáo anh, khôn hồn á thì cút khỏi cái xứ này. Anh mà còn lảng vảng xuất hiện ở đây làm phiền vợ tôi và gia đình vợ tôi sẽ cho anh vào khám ngồi, vì cái tội đe dọa tinh thần và trấn lột người khác. Dương Út, thì ra Dương Út cũng như tôi, lo cho sự an toàn của cô Út. Anh ba cũng biết chuyện này nữa sao? Tôi có vô tình nghe được câu chuyện của cô Út và má nói với nhau, nên tôi lén theo cổ, sợ là có chuyện chẳng lành. Bây giờ có Dương Út ở đây rồi thì tôi cũng yên tâm. Thôi tôi về trước nha. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi sẽ đi mần và sống cuộc sống như vậy. Cũng đúng. Nếu vậy bây giờ tài thấy cuộc sống này sao? Thú vị nhiều so với trước, cũng không tệ lắm. Tài nói cũng đúng. Nhưng mà tài biết sao không? Tôi thấy cha của ông á, đúng là một người rất giỏi dạy con. Sở dĩ ông ấy mần như vậy là cũng tốt cho ông thôi, để cho ông tự nhận ra mà sửa chữa. Chứ mừng cha mừng mẹ mà. Chú ba chắc phải nén đau lòng lắm mới quăng bỏ con của mình ra đời tự bươn chải như vậy. Anh Sủ à, thú thật mà nói, lúc đầu tôi rất giận cha tôi và gia đình đã bỏ mặc tôi khổ sở như vậy. Nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ lại, tôi thấy tự tay mình mần ra tiền cũng tốt, cũng thú vị vậy. Chú à, chú đi trước đi. Được mới cá mai đem. Dạ tôi mời cô. Tiếp bả nè. Còn không chia tôi mớ chứ. Còn lát bà lấy mấy con về đi. Rồi về coi cho tôi nhỏ nó ăn. Nó nấu cháo luôn không? Không bà ơi. Rồi nhóc con bà nó hết bệnh chưa? Chưa nữa, tôi đang rầu đây nè. Chuyện thần tài đang gây ấn tượng tốt cho lại cha, cho nên việc mà nó trở về và việc thừa hưởng gia sản chắc cũng sớm thôi. Sao lại như vậy được chứ? Nó đã bị đuổi đi rồi mà. Đó là cách dạy con của nhà hội đồng thôi, chứ mừng chi có chuyện từ con. Với lại ít ra thằng Tài nó cũng thông minh, tháo giác hơn chồng chị. Vậy thì bây giờ mình phải mừng gì đi chứ, để cho nó không thể trở về cái ngôi nhà đó được nữa. Xem ra bây giờ chúng ta phải lên ngay kế hoạch đó. Chắc là bà quên. Nè, bà có nói tôi rồi. Thôi nếu mà mơ bà rảnh bà qua bển phụ đi. Vậy sớm ơi, bà đi ngang bà nhớ hú tôi nha. Mỗi người tiếp một tay cho bà đỡ. Tôi thấy bà cũng tội nghiệp. Mày trốn kỹ quá hả? Sao? Mày định quỵt nợ tụi tao hả? Dạ, đâu có đâu anh. Tôi có tiền nè, tôi trả cho anh nè. Bà mày em. Nhớ trả tiền nghe chưa? Đi tụi bay.
Đâu rồi? Tiền của tôi. Dạ thưa ông, chuyện là như vậy đó. Bày, bày nói sao hả? Nó bị côn đồ đánh hả? Dạ. Trời ơi, con ơi là con. Dạ xin bà đừng có lo quá, cậu ấy bị thương nhẹ thôi, không có sao đâu. Tụi côn đồ mà đánh thì biểu làm sao mà nhẹ được. Ông ơi, ông cứu con đi ông, chứ không thôi nó chết mất. Thì từ từ đã, nó thiếu nợ người ta, người ta đánh là phải rồi, như vậy nó mới chừa. Đúng là cái bọn bất nhân mà. Cậu Tư nhà ông hội đồng mà nó cũng dám đánh nữa. Để tao cho lính còng đầu nó. Tụi đó là ai chứ? Còng còng cái gì? Dạ. Đúng rồi mà cứ còng còng. Nè, cầm tiền này, coi thiếu đủ gì lên trả cho người ta. Chắc là không có thiếu đâu. Dạ. Thưa bà, thưa ông con đi. Ông ơi, ông thương con thì ông thương cho trót. Ông cho con nó về nhà đi ông ơi. Chứ ở ngoài nó thiếu thốn, nó mượn tiền người ta rồi nó bị người ta đánh, nó chết mất ông ơi. Như vậy mà nó vẫn còn chưa sáng mắt ra nữa đó. Coi như lần này là tôi giúp nó lần cuối. Nếu mà còn tái phạm nữa đó, người ta cũng giết nó đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Chưa thấy người cha nào mà chặt lòng chặt dạ như ông hết á. Con ơi là con. Má à, có chuyện chi vậy hả má? Anh Tư con bị người ta đánh gần chết rồi. Sao mà ra nông nổi vậy hả má? Anh Tư của con bị côn đồ đánh. Tại vì anh Tư con thiếu tiền tụi nó. Anh Tư con cũng thiệt tình á. Đã đi ra khỏi nhà rồi mà bây giờ còn gây phiền phức cho gia đình mình nữa. Má, vậy còn cha? Cha có biết chuyện này không vậy? Có. Vậy cha có cứu ảnh không má? Có, ổng đưa tiền sai người đi trả rồi. Thôi mà, nếu vậy rồi má khóc chi nữa. Con ơi, ngày nào mà anh con còn ở ngoài là má đau lòng xót dạ lắm, má chịu không có nổi. Má đó, má cứ lo cho ảnh, cứ y như là con nít vậy. Trách sao mà anh Tư con không sanh hư chứ. Con ơi, con giúp má, năn nỉ cha con cho anh Tư con về nha con, nghe. Thì ra bà ta muốn lôi kéo các con mình xin giúp cho thằng Tài được quay về. Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu. Mà mọi người nghe tin gì chưa? Vừa tin rồi gì? Á, tôi nghe ở đâu đó cậu Tư thiếu nợ người ta, bị đánh dữ lắm luôn á. Cái gì? Mày nói sao? Cậu Tư thiếu nợ người ta bị đánh. Cậu Tư thiếu nợ bị người ta đánh hả? Ừ. Chuyện bình thường. Thiếu nợ người ta bị đánh là chuyện bình thường, chuyện hàng ngày thôi chứ đâu ngồi nhiều chuyện. Nếu là người bình thường á thì đó là chuyện bình thường. Còn đằng này á, cậu ấy là cậu Tư, con nhà bà hội đồng chứ bộ. Là con ông trời cũng vậy thôi. Thiếu nợ bọn giang hồ á, ngày nào còn thiếu là ngày đó không còn được sống yên. Vậy thôi à, nhiều chuyện. Tôi cũng nghe vụ đó nè. Ê, vậy hôm qua á, tôi còn nghe Mợ Hai, bạn với cô Út á, hai người cùng nhau chỉ trích Mợ Tư á, là chồng gặp nạn mà vô tâm, không chịu lo tới. Họ thì biết gì mà nói, Mợ Tư là người sống tình cảm, chồng mình gặp chuyện như vậy không buồn sao được. Tại vì Mợ buồn nhưng mà không nói ra thôi. Trời ơi, sao mày biết hay vậy? Biết sao không? Biết đâu Mợ Tư lơ cậu Tư thiệt rồi sao? Vì thường ngày hai vợ chồng đâu có nồng ấm lắm đâu. Mày hay quá à. Mày giỏi quá à. Làm như mày hay mận lắm. Như chuyện gì mày cũng biết à. Cha má mày sanh mày ra có cặp mắt mận chi, có đầu mận chi? Mày không biết suy nghĩ, mày không biết nhìn hả? Sao mày cứ xúc phạm tao hoài vậy? Sao không xúc phạm? Tao hơn, tao cao hơn mày mà. Chắc cao. Về đi. Bởi tao mới nói. Đi về đi. Mợ Tư, lo mần việc đi, nhiều chuyện quá. Mợ. Dạ mợ. Mần đi, mần đi. Mợ, mợ đừng có để ý thằng đó, thằng đó nhiều chuyện lắm. Còn chuyện của cậu Tư, thôi mợ đừng có lo. Thế nào á, ông bà hội đồng cũng cứu cậu Tư à. Nha. Ừ.
rượu uống thuốc. Chị ráng ăn một miếng thôi. Chị ba uống thuốc nè, uống cho khỏe. Chị ba ngày nào mà hay nói chuyện với em đâu rồi? Sao giờ chị ủ dột như vậy chứ? Trời ơi, kiểu này mà người ngoài người ta nghe được á, người ta tưởng thím tư nhà này là người thương chị, quý em chồng lắm đây. Chị thôi đi, chị ba bị như vậy mà sao chị cứ thích nói chuyện chăm chích như vậy? Ở đây chỉ có tôi với cô. Cô sống thật với con người của mình đi. Còn cô ba bây giờ như một đứa trẻ không hơn không kém. Cổ mà có nghe được chi thì chắc cũng không hiểu cái chi đâu. Ngày nào gì không kiếm chuyện với tôi, ăn không ngon ngủ không yên hả? Miệng lưỡi cũng đanh đá ghê á. Chú Tư lấy phải một người vợ giống như cô, hèn chi luôn gặp giận đen là đúng rồi. Mình, sao mình có thể ăn nói cái kiểu khó nghe như thế máy như vậy? Cái gì? Mình vì cô ta mà trách mắng tôi đó hả? Vì tôi thấy mình nói rất là quá đáng. Mình đừng quên, tôi mới là vợ của mình, chứ không phải là cô ta. Người đầu ấp tay gối với mình, sống với mình cả cuộc đời này là tôi đây nè. Không đứng về phía tôi thì thôi đi, đằng này còn gì nó mà trách mắng tôi nữa hả? Tôi thấy thím ai đã quá bất hạnh khi phải lấy một người chồng mà sống theo kiểu quá phụ như vậy. Tại sao mình không thương, không an ủi thím ấy mà lại còn chỉ trích thím ấy như vậy? Mình đau lòng cho nó hả? Thương nó quá hả? Vậy thì qua sống với nó, về ở với nó luôn đi. Mình, mình dám đánh tôi hả? Bao nhiêu năm nay mình không bao giờ dám trách mắng tôi một lời hay là nặng lời với tôi, mà bây giờ mình vì con mừng nông đó mà đánh tôi hả? Được, mình giỏi lắm. Tôi xin lỗi. Con mời má. Bà có gặp thằng Tài không? Dạ có. Vậy là bà biết chỗ ở của nó đúng không? Dạ. Vậy lúc này nó khỏe không? Nó ra làm sao hả? Dạ, anh khỏe lắm. Rồi còn sống tốt nữa. Má đừng có lo. Vậy hả? Vậy con đưa má đi gặp thằng Tài đi nghe. Dạ. Uống miếng thuốc đi chị. Con của mình bị bệnh nhiều quá, năm nay thất mùa, lại bị dịch bệnh lan tràn, người dân của mình đã khổ, lại càng khó khăn thêm nữa. Không biết tình hình này còn kéo dài được bao lâu. Uống miếng nước đi anh. Sức của mình thì có hạn, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ giúp được bao nhiêu thì giúp, chứ biết sao bây giờ. Giúp được tới đâu hay tới đó. Có kêu gì thêm nữa không? Kêu thêm đi, có kêu gì thì kêu đi. Rồi chạy ha. Chạy chủ quán có thêm rồi, chủ quán ơi. Ủa? Chị hai,
Dự ba. Sao đường đường là một chị hai của nhà ông hội đồng mà ngồi uống rượu một mình vậy? Đâu có giống chị như thường ngày. Cũng tại cái tình khốn đó hết á. Ai? Là cậu hai nhà ông hội đồng đó chứ ai. Trời, hôm nay anh hai dám chọc chị giận luôn á hả? Không nhận nó chọc giận tôi mà nó còn đánh tôi nữa. Dám đánh chị luôn. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Mọi chuyện cũng tại có bừng nông kia hết. Tại nó mà ổng ra tay đánh tôi. Anh hai làm như vậy thì bậy quá. Đi binh em dâu của mình rồi lại đi đánh vợ, vậy đâu có được. Chính vì vậy tôi mới tức đó. Thôi uống đi, uống cho quên hết buồn phiền. Mời chị. Mình ơi. Ồ. Mình mới tới hả? Má. Mình à, sao mình lại đưa má tới đây vậy? Vì má nhớ mình quá, em không biết phải mừng sao hết. Má, má khỏe không má? Con à, con ốm nhiều quá. Má, sao má lại tới đây chứ? Má ơi, má đi về đi má. Ở đây đang có dịch bệnh, má ở lại đây không có tốt đâu. Lỡ có chuyện gì thì không hay đâu má. Con à, con biết như vậy sao con còn ở đây? Ở đây họ rất cần con, con không thể nào bỏ họ được má à. Con đúng là thay đổi thiệt rồi. Má, nhà không có gì hết, làm sao mà con sống nổi? Má đừng có lo cho con. Con thấy cuộc sống bây giờ cũng thoải mái lắm. Má đừng lo cho con nha má. Trước đây con sống sung sướng trong nhung lụa, còn bây giờ thì... Đúng là thời gian đầu khi con rời khỏi nhà, cuộc sống của con rất là khó khăn. Nhưng bây giờ cũng đã ổn hết rồi. Con tự kiếm tiền được, tự lo cho bản thân của mình được mà má. Trời ơi, thôi nè, tay của con chai sạn hết rồi nè. Má, má à, má đừng vậy mà má. Má còn vậy nữa, mai mốt con không cho má tới đây đâu nha. Thôi, thôi vậy má không khóc nữa, má không khóc nữa. Ôm miếng nước đi má. Má, cha và mọi người vẫn khỏe chứ? Mọi người khỏe hết, chỉ có con Hạnh là nó bệnh hoài à. Con có nghe Thảo nói chị ba đang bệnh. Sao cha với má không tìm đốc tò nào giỏi để điều trị cho chị ba vậy má? Có, nhưng mà họ cũng chỉ cho uống thuốc thôi. Nếu như mà chị ba không thuyên giảm, hay là cha má đưa chị ba lên Sài Gòn đi. Ở trên đó có nhiều người học trường Tây về, họ rất là giỏi, họ có thể trị bệnh cho chị ba mà má. Chuyện này má cũng có nói với thằng Phát, nhưng thằng Phát nó nói cứ cho uống thuốc một thời gian nữa coi làm sao. Nếu mà thấy không thuyên giảm thì mới đưa lên Sài Gòn con à. Cứu người như cứu lửa mà, sao như vậy được chứ? Hơn nữa bây giờ cứ đưa chị ba đi lên trị bệnh đi, để lâu quá không có tốt đâu má à. Dầu gì nó giờ cũng đã có chồng, nữ sanh ngoại tộc, mình làm gì cũng phải hỏi qua chồng nó một tiếng, nếu không sau này chồng nó lại trách. Nhưng dù sao thì chị ba cũng là con của cha má mà. Nếu như thật sự anh còn thương chị ba thì chắc chắn anh phải nghĩ đưa chị ba lên trị bệnh chứ. Ừ, để má về bàn tính lại với nó coi sao nghe. Dạ. Thảo à. Dạ. Con thường xuyên tới đây hả? Dạ. Dạ, khi nào rảnh á thì vợ con thường xuyên ghé qua đây để phụ giúp con dọn dẹp nhà cửa đó mà. Vợ con đúng là một người vợ hiền. Dạ. Con nè. Dạ. Con cầm tiền này đi. Con muốn ăn uống gì thì con cứ mua mà ăn nghe. Nghe con. Má, má cứ cầm lấy đi, con không cần mua thêm gì nữa đâu. Hơn nữa con cũng không cần chi tiêu gì hết. Thời gian vừa rồi con cũng để dành được một ít
Má đừng lo cho con. Nhưng mà Má, anh nó nói vậy thì má cứ cất đi. Dạ. Vậy thôi má về. Hôm nào má tới thăm con dạ. nha. Dạ. Không sao đâu má. Má về mình giỏi nha má. Có gì thì con nhớ nhắn cho má biết nghe không? Dạ, con biết rồi. Mình đưa má về nghe. Ừ, em có để cho mình ít đồ trong đó. Mình nhớ giữ gìn sức khỏe nha. À, tôi biết rồi. Em về. Ừ. Má về nha má. Nhìn cảnh sống của thằng Tài mà má đau lòng quá. Từ nhỏ tới lớn nó quen sống trong sung sướng rồi, muốn gì được nấy. Vậy mà bây giờ... Đúng là cuộc sống của anh Tài bây giờ không được sung sướng như lúc trước nữa. Nhưng mà anh rất vui và thoải mái. Sống khổ sở như vậy sao mà vui được hả con? Anh Tài giờ thay đổi thành con người khác rồi má. Thành một người sống có tình có nghĩa, quan tâm, sống biết nghĩ cho người khác hơn. Chỉ cần biết thấy hài lòng với cuộc sống của mình thì mình sẽ thấy vui thôi. Bà đi đâu về? Tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi có gặp thằng Tài. Ông à, giờ nó ốm và hốc hác tiều tụy lắm. Nhìn con mà lòng dạ tôi xót xa quá. Nó ra ngoài cũng đã một thời gian dài rồi. Thấy nó khổ sở như vậy, tôi không có đành lòng. Thôi ông cho nó về nhà đi ông. Hạnh à, con à, con thấy trong người sao rồi con? Hả? Chị ba, má tới thăm chị kìa, chị nói chuyện với má đi. Một đứa thì bị đuổi ra khỏi nhà, còn một đứa thì điên điên dại dại như vậy, sao má khổ quá. Kìa má, rồi chị ba cũng sẽ hết bệnh, tươi tỉnh mà nói chuyện với nhà mình lại thôi. Má đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Không biết là nó có trở lại được như xưa không nữa. Má. Chị ba. Chị ba. Chị ba. Chị ba phải ráng khỏe lên đi, nếu không sẽ có người thích chí lắm đó. Phụng. Chị ba, con nói cái gì vậy hả? Má, con nghi ngờ trong cái nhà này nè, có người cố tình hại chị ba con á thì có. Hả? Cô nói vậy là ý gì chứ? Tôi thương chị ba con không hết mà. Chứ không phải hả? Chị là cái người kề cận chăm sóc chị ba của tôi, mà chị ba của tôi đã được điều trị một thời gian dài lắm rồi mà cũng không thuyên giảm gì hết. Mặc dù đã được thầy Lan chữa chạy. Vậy là sao chứ? Chắc chắn là có người làm gì rồi. Cô, tại nó chưa trúng thầy trúng thuốc thôi. Chuyện này cũng không có trách con Thảo được. Má, bữa nay má làm sao vậy? Má còn bênh vực chị ta nữa hả? Mày im đi. Chị mày đã ra nông nổi như vậy rồi mà mày còn sanh sự được nữa hay sao? Chị cũng giỏi thiệt á. Chị dùng chiêu gì mà mua chuộc được cả má tôi vậy hả? Mày đi ra ngoài cho tao. Má không thương con nữa rồi. Nuông chiều riết rồi sanh tật à. Cái con nhỏ này càng ngày càng khó ưa mà. Cô Út, ai mừng chi mà nhìn mặt cô khó coi quá vậy? Còn ai trong cái nhà này nữa? Cái con nhỏ đó đó, nó chọc cho em tức muốn lộn ruột luôn nè chị hai à. Lại gì nó nữa hả?
tôi cũng mới về nó nè, mà cãi một trận lớn với anh hai của cô luôn đó. Mà em thấy á nha, nhà này coi bộ riết rồi á, bị con nhỏ đó bỏ bùn bê thuốc lú hết rồi hay sao á, ai cũng theo phe nó, cũng binh vực nó chầm chập à. Mà tôi thấy cô ta cũng mưu tính dữ lắm. Bây giờ không có chồng để dựa thì phải tìm người khác để dựa chứ sao. Đã vậy còn tìm ngay má nữa thì coi như là nó an toàn rồi còn gì. Cô Út, bây giờ trong nhà này chỉ còn tôi với cô thôi. Cô phải sáng suốt tìm cách để trừng trị nó. Không thôi sau này nó mà nắm hết quyền hành trong gia đình này thì tôi với cô không có chỗ mà nương thân đâu. Đừng có hòng, tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Nóng quá, nóng quá. À, cậu Tài, hôm nay á, ông có tin tức gì ở bên nhà không? Có chứ, hôm qua má tôi với vợ tôi có ghé thăm tôi. Thiệt hả? Chèn ơi, nhìn ông thay đổi như vậy á, chắc chắn là bà hội đồng ngạc nhiên lắm nè. Mà ông có nghe má ông nói về việc khi nào cho ông về nhà không? Má tôi có kêu tôi về, nhưng mà bây giờ tôi không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Sống ở đâu cũng được, miễn sao cảm thấy vui vẻ và thư thái là được rồi. Tôi nói thiệt á, tôi rất ngưỡng mộ tính cách của ông. Từ một cậu ấm sống trong nhung lụa đầy đủ, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi, ông đã hòa mình vào cuộc sống nghèo khổ và khó khăn như những người dân đen của tôi vậy. Thú thật với anh, lúc đầu tôi nghĩ chắc là tôi không có vượt qua được. Cứ nghĩ tới cái chuyện phải đi mần để kiếm tiền, thấy khó quá. Nhưng cuối cùng tôi đã thay đổi được tư tưởng của mình. Đúng rồi đó, bây giờ ông thay đổi rất là nhiều luôn đó. Nhìn ông bây giờ y chang như một người nông dân thực thụ vậy đó. Nhưng chỉ có điều, nhìn ông còn phong độ và đẹp trai hơn tôi nhiều lắm. Thôi mà, đừng có ghẹ tôi nữa. Anh Tài à, mình qua bên kia nói chuyện một chút được không? Ừ. Nhìn anh như vậy tôi mới thấy cha đúng là một người có tầm nhìn xa và quyết định đưa anh ra khỏi nhà là đúng. Thôi mà, Dương đừng có chọc ghẹo tôi nữa. Nếu không nhờ cha thì anh đã không trở thành một người đàn ông chân chính thật sự như bây giờ. Chị dâu chắc hẳn sẽ rất hãnh diện với anh lắm. Nhắc tới chuyện này tôi cảm thấy tôi có lỗi với Thảo nhiều lắm. Vậy thì anh phải tìm cách bù đắp cho chị ấy đi. Tôi đang cố gắng đây. Tôi tin là anh sẽ làm được mà. Cảm ơn Dương. À, chuyện mừng ăn của gia đình mình có ổn không? Cũng tương đối ổn. Dương Út à, Dương Út về nói với cha hãy cẩn thận anh ba, anh ta là người lắm mưu nhiều kế lắm đó. Tôi đi mừng nha. Em đi nha. Tôi nghe nói má đang xin cha cho chú Tư về nhà ở lại đó. Tôi cũng có nghe chuyện đó. Mà tôi thiết nghĩ đó không phải là ý của má đâu, mà là ý của con Thảo đó. Thì cô thử nghĩ đi, bây giờ không có chồng nó ở đây thì làm sao nó thừa hưởng được cái gia sản này, đúng không? Mà tôi thấy hồi trước giờ cô là người chống đối nó nhiều nhất. Bây giờ chú Tư mà về, cô nghĩ đi, nó có tha cho cô không? Mà theo tôi được biết, dạo này chú Tư rất là trọng lời của nó đó. Nếu như mà anh Tư tôi về đây thì lại có thêm một người chống đối tôi ở trong cái nhà này nữa. Thì đúng là vậy. Nhưng mà nếu cô không muốn chuyện đó xảy ra thì cô phải chủ động trước. Ý chị, chị muốn tôi tìm cách không cho anh Tư tôi quay về nhà này được á hả? Không được đâu, một mình tôi không có đủ sức làm chuyện đó. Còn tôi với anh hai của cô nữa mà. Nếu như mà cần thiết thì mình nhờ Dượng ba
giúp mình luôn. Cho con bình trà đi cô. Chuyện gì sách động hai người kia như thế nào rồi? Cô Út thì ổn rồi, còn anh Thế thì không có chịu. Ngay từ đầu mình cũng đã dự trù được là anh ấy sẽ không đồng tình chuyện đó mà. Vậy bây giờ dự định mừng chi với chuyện của chú Tư? Thì bây giờ mình phải làm sao cho anh ta không về được đến nhà, cho dù ông hội đồng đã đồng ý. Anh Hai. Ừ. Anh ngồi đi. Sao anh biết chỗ của em mà tới vậy? Dạo này em vẫn mạnh giỏi chứ? À, em vẫn mạnh. Anh Hai, cha má và mọi người vẫn mạnh khỏe chứ? Ừ, mọi người vẫn khỏe. Nhìn em hơi đen và ốm, nhưng mà rắn chắc, tinh thần thì thoải mái nhiều hơn trước. Để anh cho người mang một ít đồ cho em nha. À, thôi khỏi đi anh Hai. Em thấy cuộc sống bây giờ cũng tốt mà, anh đừng có lo. Đúng là em đã thay đổi nhiều hơn trước. Cha má mà nhìn thấy em như vậy chắc là sẽ vui lắm. Thật ra cha cũng rất là thương em. Em đừng có để bụng những chuyện cha làm nha. Thú thật mà nói, lúc cha đuổi em ra khỏi nhà, em giận cha dữ lắm. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, phải cảm ơn cha nhiều hơn. Sao em không về thăm mọi người? Cha mà thấy em như vậy, chắc chắn cha sẽ tha lỗi cho em. Em thấy cuộc sống bây giờ cũng tốt lắm mà, không có ý định thay đổi chỗ ở. Anh Hai à, bây giờ cha cũng đã lớn tuổi rồi, đã đến lúc anh cần phải phụ giúp cho cha một tay rồi đó. Anh Hai ăn cơm với em nghe. Để em lấy thêm cái chén. Ừ. Má. Tụi con tới thăm má nè. Má, má ăn uống gì chưa má? Chưa. Má mệt quá má không muốn ăn. Hai đứa bay sao không qua đây ngồi với má nè. Nè, đứa nào đi lấy giùm cho má ly nước coi. Chị lấy cho má đi. Sao cô không đi lấy? Cô là con gái của má, sao cô không đi lấy? Chị cũng là chị dâu cả mà, chị đi lấy cho má đi. Hai đứa bay bữa nay làm sao vậy? Má, không phải là con không thương, không lo cho má, nhưng mà con sợ bị bệnh dịch lắm, rồi mặt con nổi đầy, xấu xí lắm. Má, má thông cảm cho tụi con, tại vì bệnh dịch nó dễ lây lắm đó má. Má, tại tánh con nó thẳng, con nghĩ sao con nói vậy. Má đừng có buồn con nha má. Thôi, bay ra làm cho má ly trà gừng đi. Dạ. Ủa? Dạ. Trà của má đâu? Dạ con sai mấy đứa người làm đã làm, rồi xíu nữa nó mang vô cho má. Mà cũng tại má hết á. Con biết là má thương anh Tư, má lo cho anh Tư, nhưng mà má đã biết cái miệng đó, nó đang bị bệnh dịch mà. Má tới nó mừng chi, để bây giờ phải mắc bệnh như vậy không biết nữa. Anh Tư con lúc nào cũng gây phiền phức cho cái gia đình này. Cha má cứ mặc kệ ảnh để anh sống ở ngoài luôn đi cho rồi. Trời ơi, anh con sống ở ngoài khổ sở như vậy á, mà con không thương xót anh con chút nào hết hả? Nhưng mà hồi đó tới bây giờ anh Tư ở trong nhà này nè, anh Tư toàn phá của không à. Anh Tư không có giúp đỡ gì được cho gia đình mình hết á. Cha má lo cho anh Tư làm gì? Để cho anh Tư tự sống đi. Nói giờ nó thay đổi nhiều lắm rồi, biết nghĩ biết lo cho người khác. Giờ nếu mà nó quay về nhà này á, má nghĩ nó sẽ phụ giúp cho cha con nhiều lắm đó. Má, người ta thường nói là giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó dời. Biết đâu được, tại chú ấy ở ngoài sống cực khổ nên mới thay đổi vậy. Rồi mai mốt về lại nhà mình cũng trở lại cái tính quan phí à má ơi. Hình như hai đứa bay không đứa nào muốn thằng Tài về hả? Dạ đâu có,
Tại con chỉ lo là chú ấy về đây rồi gây thêm phiền phức cho cha với má nữa thôi. Phụng à. Dạ. Má có mua ít đồ cho thằng Tài, mai con đem qua cho nó giùm má nghe. Thôi, má để con sai mấy đứa người ở trong nhà mang đi nha. Má đừng bắt con đi, lỡ con bị mắc bệnh thì sao? Con sợ xấu lắm. Mày không muốn biết anh của mày sống ra sao hết hả? Nhưng mà con về phòng đây, thiệt sự là con sợ mắc bệnh lắm. Thôi má nằm nghỉ, con cũng về phòng. Má, con có nấu trà gừng pha với mật ong, má uống đi cho khỏe. Thảo à, con không sợ má lây bệnh cho con hay sao? Có gì mà phải sợ chứ, sức khỏe của má mới là quan trọng. Má uống đi, rồi con xuống con lấy cháo cho má ăn. Hôm nay con có hầm cháo gà ác cho má ăn, món má thích đó. Má không muốn ăn đâu con. Má, má phải cố gắng ăn vô rồi mới mau khỏe bệnh lại. Chứ má như vậy á, anh Tài anh biết được là anh buồn lắm á. Con à, trong nhà này chỉ có mình con là thật tâm lo cho má thôi. Má, má đừng có nói vậy. Cả nhà mình ai cũng lo cho má mà. Trước giờ má đối xử tệ với con lắm, mà con không giận má sao Thảo? Là phận dâu con, chỉ bị cha má rầy la chút đỉnh, có gì mà con phải hờn giận chứ. Mà cảm ơn con. Con má. Con sao vậy? Hả? Má, từ nhỏ con đã mất mẹ nên con ao ước được má ôm con lấy một lần. Bây giờ điều ước đã thành sự thật, con thấy vui lắm. Đừng khóc nữa con. Thằng Tài nó có phước lắm, nó mới có được một người vợ như con đó. Má, dạ cậu Tài ơi, cậu Tài. Dạ. Nhà có chanh không cho tôi xin trái? Thằng nhóc nhà tôi nó bị sốt quá cậu Tài ơi. Ủa, đang bị sốt tại sao anh không đưa cháu đi khám thầy Lan đi? Gia cảnh nhà tôi cậu cũng biết rồi đó, cơm còn không có ăn, lấy tiền đâu mà đưa đến thầy Lan hả cậu Tài? Đây anh cầm số tiền này, đưa cháu đi khám thầy Lan đi, còn dư được chút đỉnh mua gạo để nấu cháo cho cháu ăn nha. Cầm đi. Dạ, dạ. Thôi số tiền này á, cậu Tài cũng mừng cực khổ mới có, cậu đưa vậy tôi không dám nhận đâu. Anh đừng có nghĩ gì hết, anh cứ cầm tiền đi, chữa bệnh cho cháu là quan trọng hơn. Tiền bạc á thì mình có thể kiếm lại được mà, lỡ như cháu có chuyện gì thì ân hận cả đời đó. Cầm đi mà. Dạ thôi cậu Tài nói vậy tôi xin nhận. Dạ cảm ơn cậu Tài nhiều. Có gì đâu, nhớ đưa cháu đi khám thầy Lan sớm nha. Dạ dạ, đi dạ đi. Cảm ơn cậu Tài, tôi về. Ủa mình. Dạ. Cậu Tư con nhà ông hội đồng đã thay đổi hoàn toàn rồi sao? Nè mình ngồi đây đi, uống miếng nước nha. Dạ. Má kêu em á mang cho mình ít quần áo với lại ít đồ ăn để mình dùng dần. À đúng rồi, may quá tôi cũng đang tính ra chợ mua một ít đồ nè. Thôi nếu mà mình cần gì á thì mình cứ nói em mua cho mình. Tôi không cần gì đâu, tôi tính ra chợ mua ít đồ để cho mấy anh em ở trong xóm này nè. Tôi thấy họ cực khổ quá, cơm không đủ ăn, áo thì không đủ mặc, tội nhất là mấy đứa nhỏ đó mình. Khổ lắm mình ơi. Sao mình nhìn tôi vậy? Bởi vì em thấy em rất là hãnh diện khi có người chồng như mình. Dạ thưa ông. Cậu Tư á được rất là nhiều người dân ở đó yêu mến. Cậu sẵn sàng mang gạo thóc, tiền bạc đã dành dụm từ bấy lâu ra giúp đỡ người dân nghèo. Thật sự
cậu Tư đã thay đổi nhiều lắm rồi à? Ừ, cứ để cho nó ở ngoài một thời gian nữa đi. Ừ. Dạ, con xin phép. Bà thấy trong người sao rồi? Tôi đỡ nhiều rồi. Tôi thấy thần sắc của bà trông lợt lạc lắm đó. Nên tẩm bổ thêm vô đi nha. Con Thảo nó nấu nhiều món ngon để cho tôi tẩm bổ lắm. Nó thấy tôi ngán, nó thay đổi hết món nọ tới món kia. Vậy à? Nói nào ngay, cũng nhờ nó chăm sóc tận tình tôi mới được như vậy đó. Chứ không thôi tôi nằm bẹp trong phòng rồi. Đó, bà thấy chưa? Bây giờ bà mới công nhận nó là một đứa con dâu hiếu thảo phải không? Ê. Dạ. Giao hết toàn bộ số gạo này qua ông Triệu. Ủa, nhưng ông hứa là khách hàng quen từ trước tới giờ của ông hội đồng mà. Bây giờ mày là chủ hay tao là chủ? Dạ, nếu mà chúng ta không giao hàng như thỏa thuận á, thì mai mốt bất mối làm ăn luôn đó. Món này là mối lớn đó. Bây giờ tao nói như thế nào thì mày cứ nghe như vậy. Mày lộn xộn, tao đuổi cổ mày bây giờ. Mình làm như vậy thì mất uy tín làm ăn, mà sau này khách hàng ai mà làm ăn với mình nữa. Vậy bây giờ uy tín đó với lại chén cơm của mày, mày chọn cái gì? Làm mau đi. Dạ. Tại sao còn ngồi đây? Dạ. Mớ gạo này tại sao không giao cho ông Hứa? Dạ xong rồi, nhưng mà Dương Ba không có cho chuyển đi. Tại sao? Dương Ba ký kết với ông Triệu nào đó, chuyển hàng cho ông ấy, có chịu chuyển hàng cho ông Hứa. Tôi đã giải thích với Dương Ba là ông Hứa là khách hàng lâu năm của chúng ta. Mối hàng lớn như vậy nếu mà không giao thì sau này mất uy tín làm ăn là ông hội đồng chết luôn á. Nói rồi mà Dương Ba có thèm nghe đâu. Anh Ba, có phải anh tự ý đổi khách hàng cũ của cha thay vào đó là khách hàng mới đúng không? Phải thì sao? Làm ăn chữ tín là hàng đầu anh cũng biết mà. Tại sao lại hành động nông nổi như vậy? Nếu như cha biết được anh tự ý làm mất uy tín khách hàng lâu năm của cha thì cha sẽ buồn như thế nào? Dượng không cần phải dạy tôi cách mần ăn như thế nào. Tôi biết nên mần cái chi và không nên mần cái chi. Chứ bây giờ Dượng nghĩ coi, mần ăn là phải đưa lợi nhuận lên hàng đầu. Bây giờ cứ chiều theo khách hàng cũ như vậy hả? Rồi lợi nhuận ở đâu? Mần sao mà phát triển được? Đúng, kinh doanh là phải cần có lợi nhuận, nhưng làm ăn lâu dài thì phải cần có lòng tin và chữ tín với khách hàng chứ. Tôi không cần là Dượng dạy tôi cách mần ăn như thế nào. Từ lúc thằng này đi ra mần ăn thì Dượng còn đang ngồi ở nhà học bài đó. Tốt nhất là chuyện của tôi Dượng đừng có xen vô. Có phải trước đây anh cũng đã từng dùng cách này để chơi khăm anh Thế, khiến anh ấy mất uy tín với cha đúng không? Phải, chính tao mần đó. Dù gì cũng là anh em trong một nhà mà, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy chứ? Chẳng qua đó là một thằng ngu mà học đòi đi ra ngoài mần ăn. Ngu thì phải chịu, chẳng qua nó chỉ là một thằng bất tài. Má. Dạ con chào ba. Má mệt xong hóng trong phòng nằm nghỉ đi. Má cần cái chi á thì má kêu con mần được rồi. Nằm trong phòng hoài mệt quá, má ra ngoài cho nó thoáng. À, mà sao công việc nhà bay không để cho con nở nó làm, để còn thời gian đi thăm chồng nữa. Má uống nước. Con mới đi thăm chồng con ngày hôm qua, con cũng đang định vài ngày nữa con sẽ ẵm hai đứa nhỏ qua thăm cha của nó. Ừ,
Nó sống xa nhà có một mình hà. Nó dễ tủi thân nhớ gia đình lắm. Tội nghiệp quá. Má, ảnh bây giờ á, ảnh cũng khác xưa lắm rồi. Ảnh không còn oán giận cha hoặc là than thân trách phận nữa, mà ảnh đang hạ quyết tâm là sẽ tạo nên sự nghiệp, đặng cho cha nguôi giận mà cho ảnh quay về nhà để được sum họp với gia đình. Nếu mà nó biết suy nghĩ như vậy á thì má mừng lắm đó. Nhưng mà ở ngoài ăn uống cực khổ thiếu thốn, chắc là nó dễ sanh bệnh lắm. À con à, bày lén cha bày á, nấu mấy cái món bổ đem qua cho nó tẩm bổ dùm cho má nghe không? Con cũng có mang tới mấy lần đó chứ, nhưng mà anh không chịu nhận. Ảnh kiên quyết bắt con phải đem về. Má biết làm sao không? Ảnh muốn á nuôi rèn bản thân để trở nên bản lĩnh hơn, rồi tạo nên sự nghiệp để quay về phụ với anh hai, chăm sóc gia đình của mình đó má. Vậy là má mừng lắm đó. Dạ. Má có muốn ăn gì không? Để con nấu. Không, chừng nào má muốn ăn thì má nói với con ha. Dạ. Theo tình hình này thì sớm muộn gì thằng Tài nó cũng sẽ được trở về cái nhà này. Nó mà được trở về nhà này thì nó sẽ là rào cản lớn nhất của tôi với Dượng đó. Nếu như vậy á thì mình phải hành động trước. Bằng mọi giá phải ngăn cản không cho nó được trở về nhà. Chú Bảy. Con không có ngờ là cổ tích lại có trên đời này luôn á chú Bảy. Mới hồi nãy nè, con nghe bà hội đồng nói chuyện nhẹ nhàng với mọi tư lắm, làm con hết hồn luôn á. Trời ơi, thiệt con. Tại sao con thấy kỳ kỳ vậy chú Bảy? Kỳ là mày kỳ á. Tao thấy bình thường có gì đâu kỳ. Mợ tơ mày hiền lành, không? Lòng dạ ngay thẳng, ăn ở đàng hoàng có trước có sau. Thì bây giờ ông trợ phải động lòng thôi à. Thì ông xui khiến bà hội đồng hồi tâm chuyển ý là cái lẽ bình thường, đúng không? Dạ. Thấy mợ như vậy á là con biết mợ đang vui trong bụng lắm á. Mà chú Bảy, con ước gì á nha, bà hội đồng lúc nào cũng vậy hết, chứ đừng có mà sớm nắng chiều mưa, tội cho mợ lắm. Cái miệng mày ăn nói tào lao đó mà. Thì con nói sự thật thôi mà. Sự thật cái gì? Mợ tư mày tốt thì nhận được cái quả tốt ha. Dạ. Ủa, mợ tư. Mợ tư. Mợ tư. Dạ, dạ, chào mợ. Dạ, chào mợ. Đi, đi mận việc đi. Tao thấy mày lười biếng lắm nha. Mận đi. Mày cũng vậy nữa, mày đi nói mận tao. Đi. Mận việc nha. Trời ơi. Con đi mận việc nha chú Bảy. Trời ơi. Chắc chiều đây trời mưa lớn quá. Ủa, bữa nay mình không đi làm từ thiện hay sao mà ngồi ở đó vậy? Tôi cố tình cho mình thức dậy, đang có chuyện cần thảo luận. Chuyện gì mà quan trọng tới nỗi mình phải gác lại cái sở thích của mình luôn vậy? Mình làm vậy tôi thấy hơi lo rồi đó nha. Mình ngồi xuống đi. Rồi, mình nói gì mình nói đi. Tôi đã biết hết chuyện rồi. Mình và Dượng ba mừng sau lưng tôi và mọi người. Mình dừng lại đi. Mình đứng nói gì vậy? Mình nghe những cái lời đồn đoán đó ở đâu mà về để hạch hỏi tôi vậy hả? Tới nước này mà mình vẫn chưa chịu thừa nhận những chuyện mà mình và Dượng ba làm hay sao? Tôi không có mừng gì hết á. Mình đừng có nghĩ quan cho tôi. Nếu mình không dừng lại thì tôi sẽ thưa chuyện này cho cha má biết, vì tôi không muốn người thân của mình bị tổn thương. Mình... Được rồi, em hứa với mình là em không có mừng như vậy nữa. Bỏ qua cho em nha. Mình... Chỉ dựa vào anh mà muốn tôi từ bỏ kế hoạch thu tóm gia sản nhà này sao? Đừng có hòng. Mình... Mình... Ngồi xuống, ngồi xuống đi mình. Ai vậy mình? Ba thằng đó là Lâu La của gia chủ sông Bạc.
Nó mà thấy tôi á, thế nào nó cũng đòi tiền tôi cho thằng coi. Mà bây giờ á, tôi làm gì có tiền để trả nó chứ. Mình không cần phải trốn tránh vậy nữa đâu. Cha đã trả hết nợ cho mình từ lâu rồi. Cái gì? Cha đã trả hết nợ cho tôi rồi hả? Cha dặn em á là không được nói ra, vì sợ mình ỷ lại mà không chí thú mần ăn. Nhưng bây giờ em thấy mình thay đổi rồi, giờ em cũng không mong gì nữa. Cha đúng là thiệt tình. Tôi thấy ân hận và xấu hổ lắm mình. Cha thì luôn nghĩ cho tôi, còn tôi thì lại hư đốn. Cứ nghĩ là cha đối xử tệ với tôi không hả? Hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ cần mình vì cha má, vì con, vì tôi mà thay đổi chí thú mần ăn, thì những lỗi lầm khi xưa có xá chi đâu chứ. Ừ. Thôi mình đi. Mình à, mình à, đi nãy giờ chắc cũng mệt rồi đúng không? Hay để tôi dìu mình vô trong, mình nghỉ chân rồi uống miếng nước nha. Đi. Ủa, hai đứa à. Chị ba, dựng ba. Má. Ừ. Dạ. Chị ba con đúng là có phước nha. Dượng ba thương chị ba ghê chứ má. Ờ, bữa giờ con cũng ít công việc, cho nên có thời gian để dẫn vợ con đi ra đây đi dạo, nên cũng đỡ được nhiều rồi má. Vậy má cũng an tâm được phần nào. Thời gian qua gia đình mình xảy ra nhiều chuyện quá. Má mong mọi chuyện trôi qua nhanh để gia đình mình sum họp vui vẻ bên nhau như ngày xưa. Má cũng đừng có lo quá, rồi lỡ như mà hao tổn tâm trí cũng không hay đâu. Cha má từ đó tới giờ sống ăn ở có đức mà. Má cứ yên tâm đi, con cái sẽ được hưởng phước hết. Thôi dẫn vợ vô nhà đi con. Dạ. Mình đi đi con. Mình mới đưa má đi đâu mà thấy mặt của mình có vẻ hưng phấn và vui vẻ quá vậy? Tôi mới đưa má đi dạo ở ngoài vườn á, thì gặp dượng ba chị ba. Nhìn cái cách mà dượng ba chăm sóc cho chị ba á, thiệt là ganh tị hết sức vậy đó. Ờ, mà mình nè, mình là người học cao hiểu rộng, mình lại đi đây đi đó, rồi giao du với nhiều người. Từ đó tới bây giờ á, mình có gặp căn bệnh giống như chị ba không? Khi khổng khi không, tự nhiên cái đâm ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ, giống như bị mất hồn vậy. Chết. Không lẽ gia đình này bị ai ám chứ? Lúc trước là chị Dung, bây giờ là chị ba nữa. Trời ơi, nếu thật là vậy thì mình đừng có nghĩ quẩn rồi tự hù mình. Trên đời này làm gì có chuyện bùa phép ma quỷ. Chỉ có lòng dạ con người là xấu xa, ghê gớm còn hơn là ma quỷ đó. Mình nói gì vậy? Mình đương ám chỉ ai vậy? Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ có ám chỉ ai đâu. Chẳng qua tôi nghĩ chắc là có chuyện gì đó khuất tất ở đằng sau mới khiến chị ba sinh ra thất trí như vậy. Chuyện khuất tất? Chuyện khuất tất là chuyện gì chứ? Có những chuyện mình cũng không cần phải biết đâu. Chị ba ăn ở hiền lành, chắc chắn ông trời sẽ thương mà. Sẽ không có ai hay là ma quỷ nào có thể ám hại được dễ đâu. Thôi đi, tôi không biết chuyện gì, chứ dượng ba là tôi dám chắc á, sẽ không bao giờ dượng ba dám làm gì cho chị ba tôi buồn đâu. Mình chắc, còn tôi thì không. Nè, sao mình lại nói như vậy? Mình biết chuyện gì hả? Có phải là mình đang che giấu tôi chuyện gì không? Thôi, không có gì đâu. Nghĩ như vậy đủ chưa? Mày làm ơn dẹp cái bản mặt Google của mày đi. Suốt ngày cứ như vậy, tao không muốn phải đối mặt với cái bức tượng. Nè, nè,
Liên đi về vậy như vậy đủ chưa? Mày muốn đi như vậy tới chừng nào hả? Tôi chán cô lắm rồi. Bằng ơn tỉnh lại giùm tôi đi. Nhà ông hội đồng đây đó hả? Nổi tiếng giàu có nhất xứ, rồi bây giờ phải ra nông nổi như vậy sao? Bằng những công việc nặng nhọc như vậy hả? Anh ba, tránh sang một bên đi, để tôi mần công việc. Mới gọi là anh ba. Bây giờ tao là chủ cái kho gạo này, mày phải xưng hô cho phải phép. Tránh ra coi. Nè, anh gì dù phải phải thôi nha. Dù sao cũng là em của anh, cũng là người trong gia đình, là em vợ của anh mà. Tại sao anh phân biệt cư xử như vậy chứ hả? Mày là thằng chó nào mà lên tiếng ở đây? Anh nói cái gì? Anh nói cái anh gì? Anh Sủ. Một là mày ngậm miệng lại, hai là cuốn xéo đi chỗ khác. Xin lỗi ông chủ, xin ông chủ hãy tha cho anh em tôi lần này. Tân là công tử ăn chơi khắp Nam Kỳ lục tỉnh, bây giờ phải mần những công việc bần hè như vậy, nhục quá. Nếu cha mà thấy, riêng tôi nha, tôi cảm thấy như vậy, chắc tôi bỏ xứ tôi đi, chứ tôi không dám mần mấy công chuyện này đâu. Xin lỗi ông chủ, ông chủ tránh ra một bên đi, để anh em tôi mần việc. Lão trúng ông chủ, tụi tôi không có tiền đền cho ông chủ đâu. Xin lỗi ông chủ, tôi đã nói rồi mà. Xin lỗi. Thấy cái gì vậy? Ai giết ai? Tôi không biết. Tôi không nhớ. Tôi không nhớ gì hết á. Tôi không nhớ. Mình nói ai giết à? Mình nằm mơ thấy ai giết ai hả? À? Nói cho tôi biết. Nói. Mình đừng. Đừng. Tại sao cô ta lại nói năng kỳ quặc như vậy? Lẽ nào cô ta đã biết gì về cái chết của Dung? Không thể chủ quan, mình phải cách ly cô ta mới được. Nè mình, hết Dung rồi tới chị ba. Chắc có lẽ tôi ăn ở thức đức dữ lắm, cho nên ông trời mới trừng phạt gia đình tôi như vậy. Mình đừng có nghĩ vậy. Phần số của ai thì người đó chịu. Đâu ai gánh cho ai, hay vì ai mà gánh giùm họ được đâu. Nhưng mà mình cứ yên tâm đi, chị ba hiền lành nhân hậu thì ông trời cũng sẽ thương mà suy xét lại thôi mình. Mình à, mình nhớ là tôi dặn, mình về nói với cha anh ba là người đầy mưu mô tham vọng, hãy nói cha cẩn thận coi chừng anh ba nghe. Mình an tâm đi, cha đủ sáng suốt để thấu rõ lòng dạ của mỗi người mà. Mình lo giữ gìn sức khỏe đi kìa, tôi thấy mình ngày càng xanh xao hơn rồi đó. Hồi xưa tôi ăn trắng mặt trơn, tướng tá bảnh tọn, cho nên mình thấy tôi lúc nào cũng phong độ là phải rồi. Còn bây giờ ăn bận vậy nè, người thì đen nhẽm. Mình thấy tôi xanh xao là phải rồi. Nếu thật sự có đau mình là tôi, đó là vì tôi xấu hổ, vì không làm tròn bổn phận của một người cha đối với hai đứa con của mình. Thì bây giờ mình cũng đã dần dần khắc phục rồi đó thôi. Mà hai đứa con nó nhớ mình lắm. Để vài hôm nữa tôi ẵm hai đứa tới thăm mình nha. Thiệt vậy hả? Vài bữa nữa mình dẫn tụi nó tới thăm tôi nghe. Hôm nay mình ở lại ăn cơm với tôi nghe. Tôi
sẽ vô bếp tự tay nấu cơm cho mình ăn ngang. Chào tôi chút nghe. Ủa, ủa, thím tư cũng ở đây sao anh hai? Ủa anh hai, coi hai vợ chồng vui vẻ chưa kìa. À anh hai ơi, hôm nay anh ở lại ăn cơm chung với vợ chồng tụi em luôn nghe. Ừ, chờ em chút xíu em vô mần cơm. Dạ, nghe. Ừ, anh hai ngồi đây. Anh hai uống nước. Ừ, cảm ơn. Anh hai ngồi chơi nha, em xin phép em xuống phụ chồng em nấu cơm. Lại có chuyện gì nữa rồi phải không? Có chuyện thì tôi mới nhờ cậu chứ. Tôi phải làm gì cho anh nữa hả? Ừ, tôi nói đến giờ chỉ có cậu là người hiểu ý tôi nhất. Lần này tôi muốn cậu phải ra tay mạnh hơn. Tôi muốn cậu phải triệt hết đường quay về nhà của nó. Ý anh là tôi phải làm gì nữa? Tôi muốn nó sống không ra sống, tàn thế cho tới chết.